Dạ con cúp điện thoại. Cô Mỹ nhắn cho con một số điện thoại. Sư phụ nhắn cho con và con cầm điện thoại, con gọi số điện thoại đó. Chỉ một chuông thôi là người ấy bắt máy. Chị đây em, chị làm gì được cho em? Chị ơi, mẹ em chết. Em biết làm gì, em chỉ muốn nhìn mặt mẹ, em muốn thấy mặt mẹ thôi. Chị ơi, em chỉ muốn thấy mặt mẹ em lần cuối cùng thôi. Chờ chị nha. Chị đến với em liền, đọc địa chỉ nhà cho chị, đọc số điện thoại. Và một chiếc xe cứu thương đã chạy đến chở con đến bệnh viện An Bình. Con đã được nhìn thấy mẹ trong lúc dịch bệnh căng thẳng nhất. Con được ôm mẹ, vuốt mặt mẹ và tận mắt chứng kiến mọi người lo hậu sự cho mẹ trong những khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Và chị đã đồng hành với con suốt bao nhiêu ngày để đưa con đi tới bên nước Hoa thiêu mẹ. Chị làm bằng mọi cách để có thể thiêu mẹ riêng, không có cho thiêu chung, sợ là không biết cái tay chứ mẹ còn nguyên con. Dạ, con đã lấy cốt của mẹ về một cách nhanh chóng bằng chiếc xe cứu thương của chị. Ngày hôm nay em biết chị đang ở đây với mẹ với em. Chị lên đây với em đi, cô một việc hơn.